Hello xin chào tất cả các bác nhá. Em đang có một chiếc Scoot 960. Con này con màu cam size M các bác nhé. Con này có đạp lướt qua rồi. Đó. 960 màu cam size M. Thì các bác lấy con này sẽ rẻ hơn được khối khối đấy, nhưng mà xe thì vẫn rất là mới, không có vấn đề gì cả. Đây có lắp thêm gọng nước bi đan này. Quả đèn dốc bốc, cái này có cảm biến để phanh nhé các bác nhé. Đây này, cảm biến phanh này. Đấy, nó rất là mới. Đây, lốp có đạp này. Cái khách bên em có đạp, có bật lốp. Bọn em trả vệ sinh tại vì người ta mới lấy về đạp và hôm nay lại mang ra bán con này để lên con khác thôi nhá, lên carbon luôn cho nó máu. Đó. Còn này con Scoot 960 xe mới là 36 triệu. Còn con này thì là nó sẽ rẻ hơn được vài triệu rồi. Thì em đi sơ lược qua một chút về cấu hình cho các bác nhé. Màu cam khá là nổi, 960. Hiện tại em đang thấy là với cái tầm tiền mà 36 mà lại có cả phuộc phóc phủng thì em thấy là ít có cái mã xe nào trên thị trường đang có các bác. Đầu tiên là cái phanh nhé, con này là phanh MT401 này, nó ngon hơn MT200 nhiều. Và tiếp theo là cây phuộc, đây là cây phuộc hơi của Fork 32, đó, cây phuộc Fork 32 này, đây các bác, đó. Cái này là keo nhé các bác nhé, không phải xước đâu, đây là keo, này là nâu đi là hết thôi, đó, Fork 32, cây phuộc này có thể lắp bánh 29 hoặc là 275 đều được, có khóa có remote ở trên đây này. Đó, và remote này có 2 tầng nhá. Remote của cái dòng phuộc này có 2 tầng. Đây khi bác khóa một lửa hành trình này và khóa hẳn này. Đó. Đấy. Em rất ưng cái khóa này luôn, rất là hay. Đấy, nhìn rất là xịn sò. Khóa này khóa nhôm nhá, không phải khóa nhựa. Đó, bấm rất là thích tay luôn đấy các bác. Đấy. Fork này. E này. Đó. Tay bấm xả của Saram SX. Tay bấm xả Saram SX. Sườn con này là sườn nhôm nhá. Có lần em quay lên các bác nghĩ đây là sườn carbon. Các bác nhìn ảnh đây, đây có vết hả như này, có làm sao mà sườn carbon được. Mới cả carbon sao có rẻ thế được đúng không? Đó, con này là con sườn nhôm Scoot 960. Và cùi đề của nó là dùng cùi đề Saram LX này, Lip Saram này, Six Saram này, giò Saram LX này. Và bánh con này là bánh 29x2.25, có hỗ trợ top lead nha các bác nhá. Nếu các bác muốn lên top lead thì có thể lên được. Đó, đĩa con này là đĩa 32T, đạp phố khá thoải mái. Đấy, rất là ok. Xe rất là mới, gần như là mới tinh rồi. Đấy, em sẽ quay sang mặt bên kia cho bác xem. Xe mở bánh 29, tất tật đều zin hết 100%. Đây là mặt bên đây của em nó các bác nhé. Đó. Đây. Con này là con SQ 960. Đó, màu cam rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, màu cam. Và mặt bên đây, không ta sẽ nhìn ra mặt bên đây. Tất cả đồ nó là zin hết 100%. Và sườn con này là sườn hỗ trợ bút nha các bác nhá, bút 14148, cả trục trước và trục sau. Đấy, một chiếc xe sườn nhôm. Không khác thì cái con Pro 6, nhưng mà cấu hình của con này thì cao hơn cả con Pro 6 các bác ạ. Đĩa thì là đĩa thả này, đĩa thả center lock này. Cặp đĩa này là cặp đĩa Shimano. Trước cũng là Shimano, trước là 180, sau là 160. Đó. Đấy, con nhìn này đẹp chưa? Phanh Shimano này. Đấy. Đấy, Maxxis. Xe gần như mới 100% nha các bác nhá, mà gọi là 99,9%. Có lắp thêm bi đan, gọng nước với cả đèn hậu thôi. Dính hết 100%, lốp có bẩn nhá. Lốp này có bẩn nhưng thực ra là nó bẩn thôi chứ nó không phải cũ. Nó bẩn nhá các bác nhá, đánh rửa đi sạch sẽ luôn. Đây, trục bút này. Đấy. Sườn nhôm trục bút ngon chưa? Đó. Và tất cả trục các cái lỗ chờ này đều có thể lắp khi mà chúng ta có thể nâng cấp đồ nhá. Ví dụ như là đây là cái này là lên cầu viên tăng giảm này. Cái này là bên đây là cũng có chỗ để chúng ta lên khi cần làm gạt đĩa này. Đấy. Đó, rất là ok. Đây, con này là em đang để giá lướt, siêu lướt các bác nhá. Siêu lướt là 31.500. 31.500 các bạn. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ bên shop nhá. 31.500, mới là 36 triệu nhá. Bên em bán 36 triệu. Xe gần như mới 100%.
Ok các bác nhé, con nào là có nhu cầu thì liên hệ bên em.